Ê, chào anh Vinh, nó quay trở lại với trường hồi nãy đã lâu quá rồi tôi không xuất hiện ngày hôm nay. Tôi có một cái kéo này nha, cái kéo tôi rồi nè. Đầu tiên tôi sẽ mài kéo vào trong tường nè, bằng quan sát kỹ thôi, mài sẽ té rồi trong cường để cho nó lục bớt đi. Rồi đây là cái mẹo rất là hay đó, tôi mài trong tường rồi. Thế nào các bạn quan sát kỹ nè, khi tôi cắt vào trong vải nè, nó không đứt thấy không? Rồi ok, đây nè, tôi có một chai thủy tinh nè, tôi sẽ cắt đầu tôi cứa vào trong này thủy tinh đó. Rồi nó bén lại, nó kéo rồi cắt đứt cái luôn, đứt luôn bén luôn đó. Tôi là mà lại đây đó, tôi cắt liên tục vào đây nè. Rồi ok, là quan sát kỹ nè. Ô đây đây, thấy không? Đấy đó, chúng ta mà vào đây. Tôi không thông tin, tôi làm lại vậy nè. Chúng ta sẽ cào vào đây cho nó lục đi đó, cào đây cho nó lục đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cứ vào trong tay thủy tinh, chúng ta cứ cắt lên cắt xuống này nè. Đấy đó, rồi chúng ta mang chúng ta cắt, bạn quan sát kỹ nha. Đấy đó, đứt bén luôn, thấy chưa? Rồi ok, đây là một cái mẹo rất là hay để giúp cho bạn mài cái kéo lục thành một cái mới bằng một cái chai thủy tinh, rất là hay nha. Mọi người lưu lại sẽ có ngày dùng nha. Chúc đại gia đình có cái kéo luôn luôn bén nha. Ở trong clip sau.